Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng gần sáng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt. Vùng tâm mưa có nơi đến 600mm một đợt. Theo dự báo, mưa lớn tập trung ở ven biển. Chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa lớn như giai đoạn 13 đến 17 tháng 11 vừa qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin cảnh báo mưa lớn miền Trung vào sáng 23 tháng 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện đang theo dõi thông tin đến trên cả nước và nhận thấy là từ chiều tối nay một khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ di chuyển lệch về phía Đông và xuống phía Nam. Do ảnh hưởng khối lạnh tăng cường kết hợp thêm các nhiễu động gió đông, thì Trung tâm Dự báo nhận định trong khoảng từ gần sáng ngày 25 cho đến ngày 27 trên khu vực các tỉnh Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể thông tin thì ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 300mm. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông thì sẽ xuất hiện những cái thời điểm mà nó hội tụ cục bộ thì có những điểm kết hợp thêm với địa hình có thể lên đến trên 600mm, thậm chí là hơn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo thì đợt mưa lớn diện rộng lần này thì ít có khả năng xảy ra như cái đợt mưa từ ngày 13 đến 17 cùng tháng 11. Tuy nhiên thì do cái lượng mưa có thể xảy ra trên diện rộng cũng như là cục bộ ở những điểm có mưa đặc biệt to. Do vậy những cái tác động cần lưu ý, một là lũ quét sạt lở đất trên các khu vực núi, thứ hai là ngập úng ở các đô thị và các khu vực ven sông, và cái thứ ba là tàu thuyền ven biển và các khu vực nuôi trồng thủy sản đặc biệt lưu ý vì gió đông bắc mạnh có thể gây ra cái sóng lớn và nước dâng trên khu vực. Ngoài ra thì sáng nay Trung tâm Dự báo cập nhật thêm thông tin trên vùng biển phía Nam Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp vào 7 giờ sáng nay ở khoảng 6 độ vĩ bắc và 111 độ kinh đông, và cái xu hướng của cái vùng áp thấp này có xu hướng là di chuyển phía tây và không loại trừ khả năng cái vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cần chú ý theo dõi cho các bản tin tiếp theo. Ngoài ra thì do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường thì từ chiều tối và đêm nay trên vùng biển phía Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh trở lại cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực phía Bắc của giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa cũng có gió mạnh cấp 5, cũng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có khả năng gây sóng lớn từ 2 đến 4 mét. Đặc biệt là phải lưu ý cho các vùng biển này vì thời tiết hiện tại đang rất xấu ở trên các vùng biển trên toàn bộ Biển Đông.